chi bán cà phê chứ em không bán trà chanh. Alo. Ba nghe, ba nghe, ai vậy con? Alo, 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 chị. Bán cho em ly trà chanh. Ủa tao mới hát mà tao không bán trà chanh, bộ mày điếc hả mày? Bà mới vô riêng tôi nhà sao biết ai bà hát? Ủa vậy hả? Ủa chị xin lỗi cưng nha, xin lỗi nha, rồi bye bye. Trời ơi, la nó cũng ẩu thiệt chứ, mình hát ở đây mà nó ở nhà sao nó biết được. Thôi kệ đi, vô bán nè. Alo. Alo chị. Gì nữa vậy, ai vậy? À, bán ly cà phê đá đi. Cà phê đá phải không? Rồi à, à, nhưng mà ly cà phê đá đừng bỏ đá, đừng bỏ đường, đừng bỏ cà phê nha. Ủa trời, sáng sớm tao mới mở hàng mày hại não tao vậy thằng quỷ. Ủa cà phê đá mà không bỏ đường, không bỏ đá, không bỏ cà phê vậy mày uống cái giống vậy? Ai biết ông bảy khùng ông kêu vậy đó, giờ làm y như cũ vậy ông đi. Trời ơi, cái thằng quỷ đó nó bị khùng rồi, nghe lời nó chị, cướp máy đi. Tao sáng sớm mở hàng mà gặp cái gì đâu không vậy trời. Nữa nè, gọi nữa nè, dư tiền điện thoại ghê. Alo, ba Lén nè. Alo chị. Ờ à, cà phê á cưng. Bán em tô phở đi. Ôi cha, ăn phở luôn hả? Dạ. Chị chỉ bán cà phê em ăn phở luôn hả? Ờ gần gần đó có bán phở không, kêu giùm em đi. Rồi chị giúp em luôn, chờ chiếu. Ơi phở cho tô phở đi. Rồi. Ê cho quên hỏi nó mua dao ở đâu. Trời ơi tự nhiên cái rảnh nó tốn tiền điện thoại ghê. Alo em ơi. Dạ em vẫn nghe đây, kêu phở không em cho chị? À chị kêu rồi, dao đâu vậy cưng? Dạ đem tới ngã ba Vũng Tàu giùm em. Mày đi chết đi thằng khốn nạn. Trời đất ơi, tao sáng sớm mà gặp quỷ ma gì phá tao không vậy trời. À, cà phê đi, ủng hộ giùm em cà phê ý đi. Riết bán cà phê như bán vé số gì khổ ghê. Cà phê đi. Trời đất ơi, khổ quá mà. Ủa sáng sớm nhà nào mở cái lương sớm vậy trời. Má nghĩ coi, con khổ quá mà. Trời ơi, vợ chồng gì đâu mà ngày nào anh cũng đâm con. Hả? Trời ơi, làm sao con chịu nổi trong khi con đang bầu bì mà ngày nào anh cũng đâm con là sao? Trời ơi, biến thái. Trời ơi, xin lỗi má, con đâu có vừa. Con là con của má mà. Anh đâm con không biết bóp lại ảnh hả? Trời ơi. Bạo lực gia đình quá vậy. Dạ sao vậy? Cưng uống gì? Trời đất ơi, dạ chờ em chút xíu. Trời ơi, đâu có gì đâu mà vậy. Má hiểu lầm rồi. Ý con nói ở đây là bóp. Ở đây là con bóp nát trái tim của ảnh đó. À. Dạ. Trái tim mà tưởng cái trái khác không à. Dạ sao má? Uống gì bởi vậy? Con mới nói là con khổ tâm lắm. Chồng con gì đâu mà kỳ cục dễ sợ. Con mình... Ủa sao đang nói chuyện mà tụt tụt vậy ta? Tụt tụt là hết tiền đó em. Ủa chứ cha hết tiền rồi hả? Ờ à. Trời ơi khổ quá mà. Mắc cái giống gì vậy Tư? Sáng sớm tao mới mở hàng, mày qua mày khóc lóc sùm mà khách sao vô con? Con khổ quá gì ơi. Thôi mày đừng có khóc nữa. Trời ơi mày nín đi, quán xá người ta mày khóc vậy là người ta thấy người ta dị nghị nữa. Đi vô đây có gì kể tao nghe, chuyện gì? Ngồi khổ xuống. Khổ lắm chị Tư ơi. Vụ gì? Dạ. Sao? Chồng của con đó. Ai thằng nào? Dạ Tư Trề đó. À nó làm sao? Ảnh thay đổi rồi. Hả? Thằng Tư Trề nó thay đổi rồi hả? Dạ. Nó hết trề rồi phải không con? Dạ không phải. Cái đó là cái bên ngoài thôi. Ý con nói đây là bên trong kìa. Cái bên trong trái tim của ảnh bây giờ ảnh hết yêu con rồi. Trời ơi. Cái thằng này kỳ vậy. Ảnh hết yêu con rồi. Ảnh đi ngoại tình rồi. Hả? Trời ơi vợ bây giờ đang bụng mang dạ chữa mà nó đi ngoại tình. Dạ. Không được rồi, mày để mày bấm số điện thoại nó, tao gọi tao chửi nó liền. Dạ không được. Cái chuyện không đó mày, chuyện mày không biết con. Gì hết. Phải nói cho nó hiểu. Sống dạ. Như vậy là thất đức lắm đúng không? Dạ, vợ chồng chuyện... sống chung với nhau làm người ta có bầu bây giờ đi ngoại tình là không dạ, có được. Dạ không. Mày bấm số đó. Tao gọi nó liền. Dạ không được, nhưng mà chuyện đó chuyện gia đình con hơi bỏ đi nha. Trời ơi tao dạ. Nói mày nghe nè bụng. Một nhà là không thiên, tao người ngoài tao nói nó nghe. Mày dạ, bấm số tao gọi tao chửi nó liền. Dạ gì bấm gì gọi đi.
Ủa là sao con? Dạ điện thoại con hết tiền rồi. Trời ơi. À, tao kệ cũng được, coi như tao làm phước đi. Dạ. Rồi, số máy bấm đi con. Bởi vì nói gì nghe con khổ tâm lắm, hôm nay mà không có gì ở đây, con không biết phải đi đâu nữa đó gì. Rồi lẹ lẹ, tao gọi tao nói chuyện với nó liền. Dạ. Nào bắt máy rồi nè. Alo. Mày đó mày khốn nạn vừa vừa thôi. Dạ chửi nặng chưa? Tao nè, tao ba lé nè. Dạ. Bình thường không lé mà mỗi lần giận lên mới lé. Đó bây giờ tao lé nè, được chưa? Giờ sao? Mày trời ơi, mày không biết tao là ai luôn hả? Trời mày thấy không, nó mới ngoại tình chút xíu mà nó không nhận tao ra là ai luôn. Chửi đi gì chửi đi. Mày khốn nạn vừa vừa thôi, mày làm người ta có bầu đã rồi, bây giờ mày bỏ đi đi ngoại tình là sao? Đồ khốn nạn. Hả? Trời cái gì? Trời ơi, nó không hề làm mày có bầu luôn kìa. Cái gì? Nó chối luôn kìa. Nè tôi nói cho anh biết nha. Chửi anh nghĩ làm sao mà anh nói là anh không làm cho tôi có bầu. Chửi anh không làm tôi có bầu gì, ai làm tôi có bầu? Ôi chết cha, dạ con xin lỗi ba. Ai ai vậy con? Dạ nãy giờ gì chửi ba con đó. Trời ơi trời. Trời ơi con ơi trời. Con bấm lộn số của ba chồng con. Trời ơi. Xin lỗi. Trời ơi mém tí ông sốt tao luôn rồi đó con ơi. Làm ơn đừng chỉ quán à, quán tao cho không biết nha. Có cần gọi điện thoại lại xin lỗi ổng không? Thôi khỏi luôn đi con, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi, thấy ghê quá. Thôi bây giờ vậy lỗi. Nè. Bây giờ vậy thôi. Khổ quá gì ơi. Mày nín đi mày ơi, tao biết mày khổ rồi mày ơi. Bây giờ vậy nè, đừng có khóc nữa. Ở không làm gì. Dạ. Không, ở không có công suy nghĩ lung tung nữa. Dạ, đúng rồi đó. Thằng chồng dẹp nó qua bên, kệ nó đi. Dạ. Bây giờ quán gì là đang thiếu người, có mình tao ra vô không có xuể hiểu không? Bây giờ vậy mày qua mày phụ tao đi rồi tao trả lương cho. Thiệt không gì? Thiệt. Có qua hay gì? Ừ. Con nhỏ giá lắm rồi đó, 500. Vì buôn bán cà phê lợi nhiêu mà trả con 500 ngàn. 500 ngàn? Ừ. Dạ trời ơi, 500 ngàn một ngày luôn hả trời. Dạ con lại má. Dạ má ơi, quán con quán cà phê trong sạch chứ không phải cà phê ôm mà con trả má 500 một ngày nha. Dạ, 500 là một tháng và không bao cơm. Trời đất ơi, bị cái thay mày ăn cơm là tao không trả nổi. Nói nha, 500 ngàn một tháng hả? Chứ gì nữa má ơi, con bán cái cà phê có 7 ngàn hà. Hiểu không? Không bây giờ vô làm liền đi. Thôi kệ. Thôi lẹ lẹ đi. Vui rồi. Dạ giờ con vô con làm cái gì? Bây giờ mày lao dọn bàn ghế, mày làm gì mày làm đi nè. Dạ. Ừ. Con lấy cái gì con lao? Alo. Alo. Giờ làm sao? Khách được chưa? Khách tới, khách tới. Dạ có khách. Phải không? Hả? Sửa bàn ghế lại con. Ừ rồi. Sao? Rồi. Thì cũng vậy thôi. Uống gì anh mời? Rồi. Như hôm qua. Như hôm qua con. Rồi. Như hôm qua con đâu có làm. Ủa chứ cha hôm qua ông cũng đâu có tới. Ủa anh ơi hôm qua anh đâu có tới. Thì khỏi uống. Đang nói chuyện thoại mà em ít bèo làm phiền quá. Ủa kỳ ta. Anh nói uống gì em mở hàng mà anh phải vô uống chứ. Anh uống giùm gì uống đi anh. Đang nói chuyện điện thoại bớt làm phiền. Trời ơi. Chào con. Rồi. Cứ học hành đàng hoàng. Ừ. Cứ học tính ra tới chốn. Thế giới để ba lo. Anh uống nước giùm em anh. Bị anh đang ở trong cái địa phận quán em đó. Anh phải uống anh ơi. Uống nước giùm đi. Lách cấp thì. Nha. Ông nói gì vậy mày? Ông kêu bỏ nước cái thùng phi hả? Không phải, ông kêu gì không có gì đâu. Cứ giùm mình làm đi. Mày yêu đương muốn chết cha mày nha mày. Ê, đâu có tự sát được. Giờ cứ là học đi. Không có gì hết trơn. Tiền bạc nhà mình giàu mà, thấy không? Cái gì? Có gì không có chứ tiền nhiều lắm. Anh mời ơi. Uống gì em pha cho anh. Cứ cái máy đá, đi. Phê đá. À, phê đá đúng cái không? Máy này của ai vậy? Máy này của anh. Nói chuyện kệ cha tôi. Rồi rồi. Vô đặt cái đá. Rồi. Rồi cấp máy đi con, cấp máy đi. Đang bận lắm, đang họp. Rồi cà phê đá luôn, con liền cho chú. Khổ chung chướng gì đâu. Có tiền tính toán xài cho nó hết cũng mệt. Lẹ lẹ đi con. Để xuống đây đi. Để tôi gọi cho bà chủ nói chuyện. Gì anh mời? Trời ơi,
Sao ông ở không vậy? Đứng đây thì ta kêu nói chuyện đi, gọi làm chi vậy? Kêu gì vậy anh? Điện thoại mua làm gì? Nghe gọi. Có người gọi thì làm gì? Nghe. Nghe đi. Trời ơi, trời sao này ông đại gia quá vậy mày? Thích thì chiều luôn. Alo, em nghe mùi ơi, gì anh? Nói bao nhiêu lần rồi? Dạ. Bị viêm họng. Sao anh? Ít đá thôi, bỏ nhiều đá quá. Ủa vậy thôi à? Vậy thôi, cúp máy. Trời ơi, sao dư tiền quá vậy anh? Gì nữa vậy? Nghe đi. Gọi nữa kìa. Ôi sao hoài vậy ta, kỳ vậy? Nghe đi. Alo. Quán bán gì vậy? Cà phê. Chị có cái gì ngon nhất? Trời ơi, anh đừng có vô duyên nha anh. Mùi tôi có cái gì ngon thì chồng tôi biết, mắc gì anh hỏi. Tôi hỏi cái sản phẩm á bà ơi. Bà có ngon cỡ nào tôi cũng, ông nội tôi cũng không dám ăn nha. À, sản phẩm của quán á hả? Ừ. Cà phê đá. Có rồi, cảm ơn nha. Ê, mùi, em nói nha, anh là người mở hàng đầu tiên, anh làm ơn anh đừng có ba trọn giùm em có được không mời? Sao sáng sớm vô anh quậy quá em quá vậy anh? Ai đem ly cà phê ra đây vậy? Ông này, gì nữa vậy? Trời ơi, ông gọi nữa nè, mày nói đi, sao mặt kỳ vậy? Không phải, không phải, điện thoại của con. Ủa vậy hả? Dạ. Đứng xa xa ra nhiễu sóng quá. Con mày nó hút hết sóng rồi. Nghe đi. Mày đứng xa ra cho vừa lòng ổng đi mày ơi. Hố lè. Ai đó? Dạ con. Ừ, cảm ơn bưng ly cà phê cho chú nghe con. Trời ơi, đánh dễ sợ luôn, gọi cuộc điện thoại cảm ơn thôi hả trời? Anh dư tiền điện thoại hả anh mời? Ờ, không gọi thì nhắn tin nha. Cái gì vậy? Rồi. Trời ơi, ổng nhắn cho tao thiệt nè mày ơi. Nhắn tin hả? Ừ. Ê, hồi nãy giờ là tôi nhìn anh nhiều rồi nha. Ủa gì vậy? Tôi nhìn anh nhiều rồi nha anh mời. Anh đừng nghĩ khách đàn là thượng đế, muốn làm gì anh làm nha anh mời. Tỉnh nha. Cái chuyện của tôi thì thấy kệ tôi đi nha. Hôm qua sinh nhật cháu tôi đó, tôi vui tôi đi nhậu tôi bình ơi thì thấy kệ tôi. Mà gì anh nhắn tin nè, anh nhắn tin anh chửi tôi vậy? Ông nhắn cái gì? Ông nhắn là chị ói chó thèm ngọt đáng. Trời đất ơi, cái này chửi chú là đúng không? Rồi đó, chú nghĩ sao vậy? Vì có ói hay làm cái gì thì mắc thì kệ tôi đi. Đúng rồi, mắc mớ gì mà chú chửi người ta là chó này chó nọ đó. Chú chửi người ta như vậy hả? Chú còn nói người ta đáng nữa. Một hồi bảo qua bắt đập cho trong mặt chú mới đáng á. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Trời, qua quán người ta. Tao làm cái gì mà mày chửi tao dữ vậy? Anh chửi tôi chó chứ anh làm gì? Tôi nhắn cái gì mà chửi chị? Đó nè, anh nhắn nè. Chị ơi, chó thèm ngọt đáng. Tôi nhắn là chị ơi cho thêm ngọt đắng. Trời ơi con ơi, tao định khóa máy mà không kịp luôn đó. Dám nghe mùi ơi gì vậy? Cô hồn cắt đảng hả? Thứ gì vậy? Tao lên cái bị đá đắng thêm đường cho lại đâu? Hả? Đợi xíu đi, nhắn lại tin khác. Trời ơi, cái gì vậy trời? Nó sáng sớm nó bị khủng bố điện thoại quá vậy. À, có tin nhắn qua nữa nè. Đây. Trời đất ơi, coi nổi dịch trong mỗi lần ông nhắn tin là tao bực mình nè. Ông làm gì? Nãy giờ em làm gì anh mà anh chửi em là ham hố anh mời. Hả? Ham hố mà còn mặt dày nữa, anh nhìn lại anh đi, anh đâu có đẹp. Anh đâu có ngon đâu mà em ham hố anh mời. Chết cha, gọi. Gọi luôn, gọi thì nghe sợ cái gì. Alo. Ham hố mất dạy. Hả? Uống ly cà phê đá mà phiền quá. Dì ơi, không máy. Dì tắt máy luôn đi. Người ta tài khoản nhiều tiền thì gọi cho nó vơi thôi. Rồi, đem đường ra đi con. Dạ, dạ. Đám vô tư tiền vẫn dư. Khổ lắm chứ sung sướng gì đâu. Ừ, đem nguyên thủ đi con. Alo. Ừ. Vậy đi, tao biết mà. Lâu gọi lộn số chơi vậy đó. Trời ơi. Ừ, cảm ơn con nha. Gì vậy mày? Hồi nãy giờ tao không có gây sự nha. Tao rõ ràng tao rất là lịch sự. Tao nói chuyện tao cũng không dám nói chuyện trực tiếp. Tao phải dùng cái gọi là cái mobile tao nói chuyện. Mày bước qua đây coi. Trời đất ơi, mày bước qua đây coi. Nè nghe anh mời, anh già anh mất nết vừa vừa thôi nha anh mời. Nó bầu bì anh làm gì mà nó khóc vậy anh mời? Hả?
Quán cà phê tôi là quán cà phê đàng hoàng, không phải cà phê ôm nha. Đây, không, đây không phải là cái dạng mà buy one get one free nha, nha. Chứ cái gì? Không phải thì bình tĩnh không? Không phải, không phải, tại chú Mười, tại cái này nè, tại cái này nè. Trời ơi! Hãy để cho nó ngủ yên. Cái gì vậy Mười? Sao già rồi mà mất nước vậy anh ơi? Tại cái gì mà nó khóc vậy? Mày sao mày khóc? Mày khóc cái gì? Mày khóc cái gì? Tại cái gì vậy? Con nhìn hũ đường, con buồn quá à. Mắc mớ gì mày buồn? Dạ con nhìn hũ đường con nhớ chồng con quá à. Trời ơi, mắc mớ gì nhìn hũ đường mà nhớ chồng mày? Dạ chồng con bị tiểu đường. Bà hũ trang này, tao giả cho mỏ mày nha mày. Hả? Mày chỉ hũ đường, mày chỉ tắp tắp đó, mày chỉ đâu qua đó, tao hiểu lầm không à. Con chỉ hũ đường mà. Mỗi lần con nhìn cái hũ đường này con nhớ chồng con lắm. Anh bị tiểu đường rồi, mấy bữa giờ xa cách ảnh, không biết lượng đường của ảnh xuống chưa nữa. Trời khổ ơi quá. Mà sao, vụ gì mà xa cách? Chú biết không, chồng của con thay đổi rồi. Từ lúc á hả, hồi đó lúc mà trước khi mà ảnh cưới con á, ảnh thề non hẹn biển, ảnh nói là sau khi cưới con về á hả, ảnh sẽ đi làm, lo làm ăn nuôi mẹ con của em. Bởi mày sao mày ngu quá thiệt. Tao nói mày ngu quá, tao trước khi cưới tao đã dặn rồi, đừng bao giờ tin đàn ông. Khi mà chưa hốt được hàng nó thề ghê lắm. Mà khi hốt được hàng là nó bỏ lời thề liền. Hiểu không? Đàn ông là vậy. Tao đàn ông tao biết mà. Tao cũng hay thề bâng quơ lắm. Ủa vậy chú cũng vậy luôn á hả? Đa số là vậy đó. Anh ơi lát nữa anh đừng thề trả tiền cà phê cho em nha anh. Chú ơi. Bây giờ nè, tao là tao lớn nhất khu này. Dạ. Gọi điện thoại tao nói chuyện cho thằng chồng mày. Hả? Đúng rồi, gọi chửi nó đi anh. Chửi đi anh Mười. Dạ nhưng mà điện thoại con hết tiền rồi. Để tao. Trời ơi sao này ổng giàu quá vậy ta. Chú cho con mượn gọi điện thoại gọi luôn á hả? Bấm số. Trời sao chú đại gia quá vậy? Mày làm liền đi con. Ờ, dạ dạ dạ. Đại gia gì mẹ ơi. Trời ơi. Sao 4:30 chưa biết ai giàu hơn ai đó. Ghê quá ghê quá. Dạ đây rồi số chồng con. Tại sao vậy? Nó cũng là loài người, mày cũng là loài người mà. Hả? Tại sao sống mà đối xử như không có nhân tình thế thái vậy? Làm con người là phải biết yêu thương nhau. Sống nay chết mai mà. Bây giờ nó đang trong mang trong người giọt máu của mày. Mà mày không lo. Mày bắt tao đi lo một giọt máu của người khác hả? Sống vậy sống làm gì? Không, tao không có rảnh. Tại vì tiền trong tài khoản nó nhiều quá thôi. Gọi hoài không hết tiền là gì đó. Tao không có nỗi khổ thôi chứ. Nửa đêm 12 giờ tôi giật mình dậy tôi gọi để cho nó hết mà nó không hết. Trời. Đến đây ngay đi. Quán cà phê bà lé. Bình thường bà không có lé, bà giận như bà mới lé. Tới liền đi. I'm really happy waiting for you. Trời ơi, ông nói gì vậy trời? Anh quấy mỏ thì dữ vậy rồi. Đi nước ngoài. Chú ơi chú, sao hôm nay mà chú đã đâu mà tiền điện thoại chú nhiều quá. Chú cho người này mượn, cho người kia mượn, gọi quá trời luôn vậy. Em ơi, đừng trốn mình nữa em à. Hãy gặp anh đi em ơi em. Trời sao cái giọng này quen quá vậy ta. Ủa sao sáng giờ quán nó toàn người lạ vô trời. Trời ơi. Ê cản nó con đừng có té kìa. Cái gì vậy? Ủa quán bà mướn xiếc hả? Ồ bước nhảy con vũ giờ về đây hả? Rồi rồi leo, quẹo quẹo tay luôn rồi. Em à, anh biết giữa hai chúng mình đang có một khoảng cách. Ừ. Nhưng em ơi, em phải tin anh đi. Anh không bao giờ lừa dối em đâu. Đó, nó đang thề đó. Thôi, anh đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe anh nói đâu. À, trời ơi. Trời. Tại sao vậy? Tại sao em không tin anh? Hả? Cầm bó bông này đi. Đây là công sức của anh đó. Anh làm cực khổ mới mua được bó này tặng em đó. Cầm cho anh vui đi. Em mới tin anh đi. Anh hứa với em, trên cuộc đời này chỉ có mình em thôi, không có một ai khác. Anh chỉ yêu mình em thôi mà. Lòng mẹ bao. Trời ơi. Lòng mẹ hả? Trời. Mẹ hả? Trời đất ơi. Nghĩ sao hả? Nghĩ sao? Ý anh nói á, mẹ cái là mẹ của con anh hiểu không? Ý anh nói là vậy, em tin anh đi, anh không có ngoại tình gì đâu, anh nói thiệt thời gian vừa qua là
là anh biết á. Ê, tao mới phát hiện. Gì vậy? Không những con vợ có bầu mà thằng chồng cũng có bầu. Ê! Cái này bụng bự. Dạ. Con lao chú gia đình. Ê, thằng này sao nó có chiều hướng cái gì cũng đưa ra hết mày. Cái gì đưa ra nữa? Cái mỏ trong đó cái bụng hả? Ê! Có cái gì đưa ra nữa mày? Mày ơi! Lao đang giải quyết chuyện tình cảm gia đình của người ta. Thôi đi anh đừng có đánh trống lảng nghe chưa, tôi nói cho anh biết. Anh á hả là anh thay đổi rồi, từ ngày tôi có bầu á anh cứ đi hả, anh đi hoài à, anh tối ngày anh cắm đầu trên công ty tôi không biết anh làm cái gì hết trơn đó. Không phải, anh đi á là anh đi kiếm tiền. Kiếm tiền cái gì? Cái thời gian này anh biết á là hai chồng mình đang cực khổ cho nên anh phải đi làm thêm. Đừng bao giờ nói chuyện trực tiếp, nhiều khi nó không hiệu quả. Qua bên kia. Dù gì vậy chú mời? Qua bên kia. Nguy hiểm quá vậy. Tao sẽ gọi cho mày một người phụ nữ. Ai vậy, ai vậy? Làm thay đổi gia đình mày. Trời ơi, cái người đó làm thay đổi gia đình tôi hả? Được rồi. Alo, ai vậy? Alo, ai vậy? Alo. Ai vậy? Tôi nè. Tôi cái gì? Nè, tôi nói cô biết trước nha. Cô đừng có đó mà phá hoại gia can của người khác. Tôi thì tôi không có yêu cô đâu. Cái gì? Anh nói anh không yêu tôi hả? Không có yêu. Anh không yêu tôi thiệt đúng không? Thiệt. Vậy còn cái bầu này thì sao? Cái gì? Cái bầu của ai? Ai đụng tới cô mà cứ nói cái bầu của ai? Trời đất ơi, anh làm tôi có bầu bây giờ anh đâu, anh còn chối nữa, anh vừa phải rồi kìa chưa? Tôi làm tôi chịu, tôi không có làm tôi không có chịu. Trời đất ơi, đừng có giận mặt với tôi hả? Cô phá hoại tôi hả? Tôi mày anh... đang mày đang nói chuyện với vợ mày đó. Vợ dạ. Ê Dương Nhiên không rồi? Ê, tôi thấy ông mới là người phá gia can người khác nha ông Mười. Không phải chất xúc tác thôi. Anh tưởng chú Mười là đưa cái người nào phá hoại hạnh phúc gia đình của mình á. Nói thiệt, anh chỉ yêu của mình là em thôi. Anh đừng có xạo. Anh nó hỏi ngày nào á, hỏi sáng hôm nay anh đi rồi tới sáng hôm sau anh mới về, anh làm gì mà anh đi dữ vậy hả? Rồi anh nói đi, anh làm mỗi lần mà anh về là người anh hỏi dính đầy mùi cá rồi rồi rau, anh làm gì vậy hả? Nhắc tên mới khổ. Em có biết tại sao mà những lúc anh đi làm về á tới sáng mà người anh toàn mùi cá không? Không, tại sao? Tại anh đi chở thịt heo cho người ta đó. Nó bỏ mày là đúng rồi đó. Lạ ta, mày vô duyên, mà vô duyên ở dưới quê á là nghĩa là đi anh đi bốc xếp thêm. Bốc xếp thêm cái làm kế bên cái chỗ tiệm thịt heo cho nên là bốc xếp cá đó, hiểu không? Không hiểu gì hết trơn không? Đó, bây giờ vậy là hiểu nhau rồi. Không thương người ta mà còn nói nữa. Người ta đi làm một bốc vác thêm để nuôi mày với ông ghệ mà sao mày cứ... Ghệ nào rồi? Không có, ý là... Đây nè, đứa con á. Trời ơi, bởi ông phá người ta quá à. Sắp đẻ chưa, sắp đẻ chưa? Nó nghe nè. Nói là phải ở nhà với em thường xuyên, nó nghe chưa? Anh biết rồi. Nè, nó nghe nè, hôm bữa em đi khám thai á, rồi bác sĩ nó làm sao rồi? Bác sĩ siêu âm rồi, bác sĩ nói là hả? Không đẻ được hả? Ê! Ê! Sao mà vô ghiêm đủ nữa ta? Bỏ đi. Đừng có tạo lao chưa? Sao bác sĩ nói sao em? Bác sĩ nói 2 ngày nữa là em đẻ. Trời ơi! Trai gái. Dạ. Con gái. Con gái. Chưa tin được đâu. Sao vậy? Thời buổi bây giờ nó siêu âm lộn. Nè, xóm tao nè. Xóm sao? Siêu âm con gái, cuối cùng đẻ ra là phải con gái. Chứ vậy vậy gì? Bê đê. Ê! Ở trong xóm thôi chứ phải tin. Ở trong xóm thôi. 2 ngày nó đẻ đúng không em? Dạ. Vui quá bây giờ sao? Anh phải gọi điện thoại về cho gia đình biết thôi. Ba anh đang nôn lắm, ba anh đang nôn lắm. Chết cha. Điện thoại em còn tiền không? À, điện thoại em hết tiền rồi. Còn tiền không? Đây. Trời ơi. Ngồi đi, trời ơi. Ngồi đi. Tóm vô tư, tiền vẫn dư. Trời, có nhân không có giật chờ luôn hả? Giật chờ hả? Trời ơi, quá dữ luôn. Bỏ la đi con. Nghe kìa. Alo. Ủa vậy thôi đó hả? Ba hả ba? Ba làm gì ba? Dạ ba. Báo ba tin mừng. Dạ, vợ con 2 ngày nữa sanh rồi ba. Dạ, siêu âm rồi. Con gái. Dạ, con gái vui lắm ba. Chưa chắc đâu em ơi. Ê, lao nó đây nó chuyện gia đình. Dạ dạ, ba đang đâu ba? Ba đang đám giỗ hàng xóm hả? Cho gặp ông Bảy đi ba. Ông Bảy á. Dạ dạ dạ. Chú Bảy ơi, chú Bảy. Vợ sắp sanh rồi chú Bảy ơi. Dạ, 2 ngày nữa, 2 ngày nữa sanh. Con gái, con gái. Dạ. Ủa, chú Bảy, con gái có nhà không? Cho nghe máy luôn đi. Dạ. À, trời ơi. Đi vô ngủ giấc đi. Mày, đi ngủ. Alo. Alo. Em ơi em. Em khỏe không? Ừ, chừng nào em sanh? Ê, à, cái gì? Không. Giờ vợ anh sắp sanh, vợ anh sắp sanh này 2 ngày nữa. Dạ nhớ nha. Đây tháng rồi lên là nhớ lên nha. Trời ơi vui quá. Cảm ơn. Vui quá. Ê, chưa cúp. Ba mày tên gì vậy? Ba tên là Tư Chê. Alo, anh Tư hả? Ừ, sắp đẻ. Hả, đẻ rồi hả? Ồ, chúc mừng. Ừ, ai vậy? Bầy heo nhà ông đẻ rồi. Giờ công nghệ ghê thiệt, heo đẻ mình cũng biết luôn. Ôi lao. Thôi nói chung mấy vợ chồng mình vậy là vui rồi, hiểu không? Dạ. Đúng á, không có được ghê ghen anh vậy nghe chưa? Biết rồi, mốt heo ở nhà với em đi chưa? Vô đây ngồi đi. Có chuyện gì á là anh chị không nổi đâu. Ừ, tường quá, biết cục
cưng nữa. Bóp dài. Nè, tôi sống tôi làm phước cho đời mà. Thấy không? Xuất hiện tôi là cũng mọi chuyện em xui liền. Đó. Trời sướng quá. Ngày hôm qua chưa kể hai đứa bay là mới đi thôi, ngày hôm qua cái thằng gì á, thằng gì á. Ai chú? Thằng Điệp đủ đạn Dương Lan Cà Trớn đó, ở xóm trên đó, mượn điện thoại tao điện, hai nó giận nhau. Giận nhau luôn hả chú? Đòi ly thân. Trời đất ơi. Xong tao cho mượn điện thoại hai bên nói chuyện gia đình xong giờ ly dị luôn mày. Trời. Thế né không ra quá. Phải là bị là sao là hai đứa nó không còn gì nữa, tao nói thôi, giải thoát. Chứ để còn ràng buộc được cực khổ gia đình rồi cực khổ con cái. Còn hai tụi bay là một cái khác nữa. Đúng rồi, tụi con yêu nhau lắm. Bây giờ hạnh phúc chưa biết đâu ngày mai. Cái gì vậy? Chú cái này kỳ quá. Chú mấy câu trước câu sau là phải thọn cái mới được hay sao? Chú mà làm gì dạo này chú hào phóng quá vậy? À đúng rồi đó. Cho ta mượn điện thoại gọi quá trời nãy giờ. Cái gì cũng có cái gọi là cái bí quyết. Bí quyết gì chú? Bí quyết gì anh chú? Mới. Mới gì mới? Gì? Chim mới. Trời ơi là sao? Chim mới sao? Chim tám. Chim tám giọng nói lẹ đi. Chim tám sao? Tám vô tư tiền vẫn dư. Tám vô tư tiền vẫn dư hả? Làm sao nó là mũi? Làm gì có cái chim nào thần thánh dữ vậy? Có, bom tấn mùa hè. Hả? Giỏi ơi, con ơi, bóp. Giờ làm bóp. Dẹp quán. Dẹp quán. Ơi, bom tới không chịu dẹp quán, đứng nó làm cái gì vậy? Dẹp quán nè con ơi, trời ơi chết luôn đó, nó tới một cái là chạy. Mày bị đi hả? Ăn cắp giặc hả mày? Bỏ xuống mày. Bom. Thôi để nó giận chứ bom tới là ăn mà. Ý là nó sản phẩm lớn người ta gọi là bom tấn, hiểu không? À, sản phẩm lớn là gì? Đi, từ từ thôi. Dạ. Chim mới. Mới mua hôm qua. Trời ơi. Nhét cái chim vô. Rồi sao? Bấm xì ta. Rồi từ hôm qua tới giờ, sáng đêm không hết tiền. Trời ơi. Nội cái chuyện mà ta nằm một đêm ta suy nghĩ làm sao gọi hết tiền mà ta đứt nhức đầu luôn. Cái chim gì mà gọi hết tiền hay vậy ta? Chim này. Ưu điểm. Tám vô tư tiền vẫn dư. Nhưng mà ai cũng xài được hay là ở đâu cũng xài được hay là sao, con xài được không? Được, nếu ở Việt Nam. Hả? Trời ơi, nhưng xài mà ý con nói là cái sim này là bất cứ nên đâu cũng xài cũng được luôn á hả? Được hết. Lát chỉ cho. Vậy hả? Mới bom tấn mùa hè. Trời ơi, ông này nó kỹ dữ người ta. Cùi bắp. Không biết gì hết trơn hả? Bình tĩnh đi. Bình tĩnh. Tất cả bình tĩnh. Cái gì vậy? Bom tới mà. Bình tĩnh đi. Bảy cho. Cái gì vậy? Bình tĩnh. Tôi đây rồi. Cái gì vậy? Thả tôn tôi ra đi. Tôi đây rồi. Mày đang ở đâu? Thả tôn tôi ra. Mày muốn cái gì cũng được hết. Thả tôn tôi ra đi. Đừng bắt nó. Mày đang ở đâu? Nó ở đâu? Ở đâu ông hỏi hoài kìa. Mày đang ở đâu vậy? Tao không tới tới ngày mà leo tao không thấy mày. Mày đang ở đâu? Thả con nó ra đi. Mày muốn cái gì cũng được hết. Vụ gì vậy con bảy? Nó bắt cóc con. Trời ơi, nó bắt cóc. Trời ơi, thả nó ra đi. Thả nó chạy xe ôm. Mày ra đi chi bảy xe ôm? Mày đi, nó bắt cóc con thôi. Bữa nay mới bắt cóc hả? Bắt cóc cái gì? Ê, đừng lên bạo lực như vậy. Đừng chặt đầu nó hả? Trời ơi, ai mà ác dữ vậy? Đừng trời ơi, đừng có chặt đầu nó. Đừng có chặt đầu. Cái gì? Chặt đầu xong móc ruột luôn hả? Chết rồi. Bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Tôi tới rồi, muốn cái gì cũng được hết. Trời ơi, chết thằng nhỏ rồi. Nó chặt đầu, nó móc ruột luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy con? Anh Bảy. Vụ gì vậy anh Bảy? Điện thoại hết tiền rồi. Mày giảm quá mày. Hết tiền mày nói tao. Nè gọi đi. Rồi bấm vô gọi luôn hả? Bấm số. Alo. Mày thả con tao ra. Chưa đẻ sao thả? Mày nặng mày chết đạn. Mày thả con tao. Chưa đẻ sao thả trời. Tắt đi. Cái này này. Sao mà em bấm số gọi, mày bấm cục mới vừa gọi vậy? Trời ơi, ai biết em bấm gọi mới bấm số. Trời ơi. Tao giàu chứ đâu có ngu. Đến con tôi rồi. Bình tĩnh con. Lẹ đi. Anh đâu, mày muốn cái gì cũng được, mày đừng có chặt đầu đó. Mày đừng có móc chuột đó. Mày thả nó ra đi. Cái gì? Mày thả nó ra rồi hả? Trời ơi, nó khỏe rồi. Không sao, không có mày sẽ ra rồi. Sao mỗi lần nó xuống là thấy nó nguy hiểm á? Gì vậy con? Ừ.
phải vui lên chứ nó thả rồi mà. Đúng rồi, thả toàn tôi ra rồi. Thả là phải vui lên chứ. Nó thả toàn tôi vô chảo dầu rồi. Trời ơi, giả mang quá. Trời ơi. Ê, nó có thả con mày cũng đừng thả điện thoại tao. Trời ơi, chết con. Rồi bây giờ sao, con mày là con trai hay con gái? Con của tôi, con tiểu tình nữ. Con gì? Con tiểu tình nữ. Con tá tu tá. Ai đá vô hán mày? Ê! Cái gì vậy? Nó còn bị đá vô hán. Không phải, con đá. À con cá, cái gì? Con đá đá đá. Cái gì? Cái gì vậy ta? Cái gì? Mày nói từ từ coi. Mày đã nói khó nghe, mày nói nhanh thấy bà. Mày diễn tả đi con. Con đá 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 đó. Con đá, con đá. Con cá đúng không? Con cá gì? Đá. Biết rồi. Gì? Con cá cu. Trời ơi! Cá cu gì cha? Ủa con cá đó. Cá biển á, cá biển nó tên vậy mà. Ủa con cá luôn hả? Có. Ông Hải ông ơi, con đá có cái đầu bự bự rồi nè, con đá đầu bu lu rồi nè, con đá. Trời ơi. Để tao đuổi hình bắt chữ. Làm gì? Mày thét mày la như vậy. La. Cá la ngã ba. Gì vậy cha? Nói ra cái từ đó nó nguy hiểm lắm. Con đá nè. Sao nãy giờ mà em nói? Nó bắt con đá nè. Ai bắt? Con trai của con. Con trai của con ở thiên đường đi chơi điện tử. Mày nói chậm chậm thôi mày ơi. Con trai của tôi. À con trai của mày à? Nó thiên đường đi chơi điện tử không cho. Còn sao nữa? Nó bắt con đá hạ láng nó bỏ đâu luôn. Chiều nay qua nhà ăn canh thua chơi. Trời bà nội cha tức là con trai của nó xin tiền đi chơi điện tử, thằng trai không cho, thằng con tức quá móc một cái là hắn quỳ hiếp người cha vậy mà nãy giờ làm như là khủng bố tới nơi. Trời đất ơi, nói chuyện bình tĩnh đi. Ê tôi bình tĩnh này rồi nè, tôi thấy cái chuyện này còn thấy ghê hơn nữa nè. Vụ gì đó? Giặt qua đây, thằng kia giặt đây, cái thằng khứa này hồi xưa giờ khứa bà nội mà cái khứa mày mất dạy hả mày? Cái thằng chú mười khó khứa này nè, tới chung cái ông mười khó ở xóm này nè, là ổng nổi tiếng là keo kiệt. Bữa nay tự nhiên hồi nãy đang dầu sôi lửa bỏng cho mượn điện thoại quan mang. Hồi nãy giờ ai cũng tiền. Cho mượn. Đúng rồi, ai cũng cho mượn mà teo tiền cái đó mà. Ủa sao kỳ ta, lạ nha. Có gì đâu lạ, trái đất hình chuông hả? Có gì đâu lạ, sản phẩm mới. Cái gì nữa? Chim tám Mobipo là sao? Sao để giọng là sao? Người ta mới sản xuất một cái chim bán 9 tỉnh thành à. Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai. Dữ ta. Gắn vô một cái gọi hoài không hết tiền. Trời ơi. Hồi nãy giờ gọi hoài không hết tiền luôn hả? Chứ sao? Ê bán tôi cái, bán tôi cái. Trời ơi, chưa chắc đâu anh ơi. Lỡ như gọi nội mạng thì như vậy, mà gọi ngoại mạng thì tốn tiền hơn rồi sao? Đúng rồi. Ếch ngồi đáy giếng. Cái gì nữa? Nội mạng, ngoại mạng thì cũng tính tiền như nhau, 690 đồng một phút mày ơi. Trời ơi, vậy chưa. Ê, kể chưa kể mày gọi ngoại mạng bao nhiêu phút tặng mày bấy nhiêu phút nội mạng. Trời ơi đã quá vậy. Lý do tại sao gọi hoài không hết tiền? Hèn chi nãy giờ ông khung quá. Ê nói nè, cái sim á tôi phải coi mấy con cá la hán đâu, dồn vô mình, vô mình, dồn vô mình chi nhập vô cái 3 giờ internet được không? Sao mỗi lần mày nói chuyện người ta cũng nhức đầu quá mày. Ai đảo nó sợ. Lỡ hôm nay thôi còn có gì gửi mail đi nghe. Hay nói nè, vô cái mà 3 giờ internet đó. Mày nói chậm mạng quá. Ai? Lên mạng. Lên mạng. À đúng rồi, đúng rồi. Cho mày 3 GB miễn phí. Trời ơi, ngon như vậy. Dữ gì? Bán cái ơi. Tao không có bán mày mới hở hoài. Chứ đâu bán. Mày mua cái đó xong mày còn được hả? Dịch vụ nhạc chờ với vậy. Dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ miễn phí. Trời đã vậy. Mày ra đại lý mày mua chứ tao không có bán. Ừ bán. Ừ. Tôi đi mua liền. Trời tôi với con tôi suốt ngày cãi lộn điện thoại hoài. Đúng rồi. Bởi vậy mà nó chơi thử cái gì vậy? Cái gì vậy? Tao đi mua chứ, tao đi mua. Chết rồi, chú mượn, dạ không biết sao chú mượn. Cái gì, cái gì vậy? Trời ơi, bác sĩ nói mày còn 2 ngày nữa mà. Chết trời, giờ sao? Đau quá, chịu hết rồi. Để tao. Gọi xem, chú mượn. Gọi lên như vậy, gọi như vậy. Taxi. Thôi, bỏ đi, có tôi đây nè. Rồi sáng giờ chưa chạy cuốc nào hết, chạy tôi mở hàng. Đau quá. Đau còn đẻ đúng không? Đi. Ba. Ba người đâu chở được, 4 người xe không chở 4 được đâu. Đúng rồi, tấm 3, tấm 4 không được. Thôi rồi, tiếp ra rồi, đi. Thằng chồng đi với tao, tao chở tới bệnh viện trước. Để lên. Vợ con xong. Đi vô làm giấy chờ trước, còn vợ mày với ông 10 đi giấy hơi gì vô. Để lên đi. Để chú dắt con đi. Dạ. Ủa đó. Ở lại coi quán, nghe chưa? Trời ơi. Ủa là tiền tập ơi, ai trả? Trời ơi, tao cho mượn điện thoại gọi nãy giờ tiền tập phê gì nữa. Trời ơi.
bác sĩ mà thẩm mỹ, nó là chuyên hút mỡ luôn. Hả? Ờ, mà đặc biệt nó mập như con heo vậy. Má ơi, hình như nó hút mỡ ta sao nó uống vô hay gì á. Mày vậy đậu tao quá mày chết đậu. Tao nói mày nghe nè, mày bỏ nó qua một bên đi, mày đừng nói nó nữa.